Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bây giờ chúng ta sẽ thử tính năng đầu tiên đó là cái tính năng mà hỗ trợ tăng tốc ngoài ý muốn của Mitsubishi Triton 2020. À đây là con cao cấp nhất đây. À đúng rồi, đây. Dạ, đúng cửa rồi. Gió điều hòa đây. Up lên đây. Hay bạn mua bạn đời bao năm bao nhiêu? Mình đi 2017. Gần đây rồi. Hơn 2 năm. Cái tính năng này là đầu tiên là chạy khi lên xe và chúng ta không được chúng ta đặt ốc gà. Bây giờ thành gà đèn cảnh báo mà chiếc xe nó chỉ có lăn tới thôi chứ nó không còn quýt gà lên. Hay phết nha, mày chị em đỡ lo nhầm nhọt. Nhất là người đang đi số sàn lên số tự động. Không hay bị nhầm. Đúng rồi. Bởi vì số sàn có một số xe là lại hơi mồm ga một tí lúc tự động ấy. Đúng rồi. Là mò hay nhầm đấy. Đúng rồi, ông nào sang. Và tiếp đến là tính năng mà hỗ trợ cảnh báo giải cảm. Trên một con bán tải mà full công nghệ nhỉ. Rồi, mình nhìn thấy rồi. Ok. Cái này nó giống của Subaru nhỉ? À, Subaru cũng có cái gì cái gì mắt ấy, mắt. Này công nghệ AI cái xe của. Không thể là cái gọi khác khác tên thôi. Đúng rồi. Nhưng mà thế là nhiều công nghệ đấy. Trên một con bán tải thế là quá ok rồi. Còn trên con bán tải 800 mấy triệu nữa. Bây giờ chúng ta thử tới cái tính năng cảnh báo của xe là bao gồm hệ thống cân bằng điện tử và nó ổn định của hình xe. Nó nghiêng được tầm bao nhiêu? 30 độ đúng không? Nghiêng. Thì để anh trải nghiệm thử cái đường em chạy. Nghiêng quá. Biết đấy. Okay, chưa? May là không bạn nào ăn mì tôm ấy. Thì em có ăn được nhỉ? Có ăn rồi. Tập bình, cái này nó có khóa vi sai. Chế độ hàng cái hộp đó không có vi sai. Con kho không có cái này đúng không? Không có. Nhưng mà con kho không khóa vi sai trung tâm. Cái này nó có khóa vi sai trung tâm mà nó có thêm một khóa sau. Nếu mà trường hợp như cái đường như thế này thì con kho sẽ không đi được. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Mình nhìn thấy vậy thôi, nhưng mà lên xe thì con này phải tầm nó... con này anh nghĩ là phải tầm 40 độ rồi nhỉ. Phần vỏ nó rất là ổn định. Đúng rồi. Chắc chắn. Thực ra mình đang đi chi tông rồi mình thấy chắc có gì phàn nàn nhiều cả. Có cái dáng ngày xưa của mình thì hơi xấu. Vâng. Lên đời này thì quá đẹp luôn. Người ta mua con Ford là vì thế mà. Dáng nó đẹp hơn. Dáng nó đẹp hơn chứ bây giờ cạnh tranh sang khoảng với Ford rồi đấy. Dáng cái, ngon. Cái form mới đi ông ấy nó đẹp. Không? Nó đẹp chứ, nhìn đẹp phết. Không thua kém ai cả. Ngày xưa bây giờ thì nó là full nắp sân rồi, nó phải túi khí rồi. Đúng rồi. À, có cửa gió phía sau rồi. Rồi, mát này. Con giáp to nhá, 1.2 tỷ mà còn không có cửa gió đâu. Ghế đằng sau thẳng đứng. Mình mơ đi lái thử con nó xong. Con này ngồi sướng này, còn mát này. Không nè.
Có ngả chứ, con này ngả. Con giáp to nó không ngả đâu. Nói chung đợt này là chi tông đợt này làm rất là sẵn phẳng với các hãng xe khác rồi đấy. Không thua kém nữa rồi. Dáng đẹp hơn này, các thứ ngon hơn. Dáng nó hầm hố thế. Cái máy T56 này nó thật hay, nó dùng nó có 2.4 một turbo. À đây là đi qua ba con lăng. Thì anh có cảm nhận là xe này hơi bị trượt. Trượt các trượt tại chỗ. Rồi bây giờ nó tầm khóa. Rồi. À, rất là ngon lành nhỉ. Ừ. Thế là có thể giữ lại vị trí ở chỗ bị trượt đúng không? Đây. Ví dụ mình đi đường cát. Đi đúng qua bắt là có. Thì nên để chỗ này. Tại đây là dốc cao 8 mét, độ dốc là 35%. Dốc bình thường mình khoảng 10 đến 12%. Thực ra dốc này con Forester cũng lên được. Đúng. Dốc này con bình thường cũng lên được mà. Cái con này á thì nó lên với dòng tua nào nó lên gần dòng tua rất là thấp. À. Nó khoảng 1200 vòng lên. Lên rất nhẹ nhàng nhỉ. Bây giờ nhìn thấy không thấy đường đâu luôn này. Nó lấy dòng tua nó khoảng đang đề chế độ gì đấy? Đề thôi. Đề thôi. Thế thôi, thực ra thì bạn đổ đèo bạn mới dùng số tay chứ. Bình thường để số tự động mà lên thôi chứ. Đây, đây là chế độ cái hành mình dốc. Cái dốc cao 8 mét thì bây giờ mình đã cao hơn cao hơn tòa nhà 2 tầng rồi. Và bây giờ mình bơm thắng ra trong khoảng 3 giây. Nó không trôi. Hay nhỉ, không trôi rồi. Đây là nó là giữ ấy. Rồi. Không, bởi vì mình đi Forester mà. Nhưng mà con này mình đi Forester là mình phải chuyển sang số sàn. Thực ra lên dốc bạn không cần về số tay đâu. Cái Forester khi mà xe này ga thì nó đóng. Bây giờ tí nữa là người dùng được lái như này đúng không bạn? À, người dùng thì lái bên kia. Còn cái này là người dùng không được lái đúng không? Đúng rồi. Cái này có chế độ hỗ trợ rất đều. Là lùi luôn. Đây nó có cam lùi luôn. À rồi. Cảm biến bốn góc cảm biến sao khác. Có cảnh báo xe phía trước. Con nọ mình đi của Subaru thì nó không cao như này nhưng mà người dùng được lái. Nó thấp hơn, cũng ở đây. Thấp hơn, Subaru thấp hơn. Còn hôm mà mình lái trên làng văn hóa thì được lái cái dốc cao như này luôn, nhưng bằng đất. À cái hôm đấy là bạn đi xem xe địa hình rồi. Ừ. À hôm đấy con Ford đúng không? Đúng rồi, Ford răng dưới, Ford giáp to. À, bởi vì mình lái con hai lắc. Mình với cả ông anh mình ở công ty đều đi Ford mà, Ranger mà. Ừ. Có gửi thiệp bảo đến tham dự. Ông anh ở công ty máu lắm. Ông anh xếp anh ấy. Phóng con Forester thì thích. Đam mê. Đây là 3.2 đúng không? Không. Nhưng mà nếu mà so với giá với lại tầm tiền thì thì con này ngon hơn đấy. Giá rẻ hơn. Nó với giá không đúng rồi, bởi vì ngày xưa tại sao lại mua Forester? Ngày xưa dáng nó đẹp. Chính xác. Ngày xưa cha tân xấu bảo sư mình đi cũng bị xấu mà, cũng bị chê xấu nhiều. Chính xác luôn. Nên nó cứ bầu bầu. Con này nó bền lắm. Như là rồi tụi em đua bằng con đó đua mấy ngày cây số liên tục. Chẳng sao. Đúng rồi, chi tông thì bền thật. Có xong rồi á? Xong rồi. Có thế còn đi lên trên bên kia thì anh đăng ký bên kia là anh được lái rồi. Bên kia đâu? À, đăng ký ở trên quầy anh. Tớ đăng ký này là chỉ là trải nghiệm con này đúng không? Trải nghiệm con này. Ok, cảm ơn bạn nhé. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.